Rồi ok, xin mến chào toàn thể các bác quay trở lại kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và cũng như rất nhiều các video rồi thì ngày hôm nay cửa hàng bên em lại lên tiếp tục thanh lý xả hàng cho toàn thể các bác. Đó là một trong những dòng đẩy bãi nội địa Trung Quốc mang tên thương hiệu là BF Audio H300 và một chiếc đẩy nữa, đó là chiếc đẩy Q502. Và cái giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay, và bên em chỉ còn đúng hai con đẩy duy nhất và bán thanh lý cho toàn thể các bác với giá cả cực kỳ yêu thương luôn. Rồi vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ các bác đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em online nhá. Còn các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh ở phía dưới và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em. Và em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về con đẩy này, nó chất lượng như thế nào. Và sau nữa thì các bác sẽ tìm hiểu về bên trong nội thất. Và tiếp tục thì các bác sẽ nghe báo giá cực kỳ tốt. Và các bác bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ thôi thì các bác đã sở hữu một chiếc đẩy như thế này rồi. Rồi ok, trước mặt các bác đây thì với dòng đẩy size 2U mang tên thương hiệu là BF Audio mã H300, là một trong những dòng đẩy đẩy bãi nội địa Trung Quốc nguồn sung, thì em cùng các bác sẽ tiến lại gần về phía bên trong nội thất của dòng đẩy này. Đây là một trong những dòng đẩy chạy sò một ống các bác nhá. Dòng này thì nó có hai mã, đó là mã sò một ống và sò hai ống. Thì với dòng đẩy này thì trong video ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ cho toàn thể các bác một cái giá rất là tốt, một cái giá cực kỳ là tốt cho các bác nào đang theo dõi và chú ý theo dõi kênh YouTube của bên em nhá. Và em sẽ báo giá về em sẽ nói sơ qua về cái phần công suất của con đẩy này. Thì công suất của con đẩy này thì nó là đẩy bãi nội địa nguồn xung chạy mạch canát H. Công suất của con đẩy này thì nó đạt 500 ohm kênh. 500 ohm kênh thì các bác có thể chơi đó là loa full, full 30 thoải mái các bác nhá. Đây là một trong những dòng đẩy mà cực kỳ nành. Và với một chiếc đẩy mà đẹp như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cũng như khi sử dụng. Ok chưa các bác? Đấy. Thì dòng đẩy công suất 500W một kênh mà chạy mạch lát thắt. Đấy. Với nguồn xung thì với dòng đẩy này thì hiện tại bên cửa hàng bên em bán cho toàn thể các bác nào mà đang theo dõi tại kênh YouTube của bên em. Và đặc biệt các bác nào đăng ký kênh thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ xả cho toàn thể các bác giá chỉ có 2.800.000. 2.800.000 thì các bác sẽ sở hữu đó là một chiếc đẩy H300 các bác nhá. 2.800.000 này chỉ duy nhất một chiếc đẩy này thôi ạ. Duy nhất một chiếc đẩy này, 2.800.000. Đấy, các bác mua một con vang số nữa thì chơi hết ý, cộng thêm một đôi loa bát 25, một bát 30, tổng trị giá của các bác chắc chỉ khoảng tầm 10 triệu. 10 triệu một bộ karaoke. Đấy, quá đỉnh đúng không ạ? Rồi các bác một lần nữa thì với giá cả rẻ như thế này thì anh em đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em online nhá. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh, cập nhật sản phẩm của bên em mở lại cho toàn thể anh em này. Đấy, với dòng đẩy như thế này mà em chỉ vặn nhỏ như thế này thôi mà cái tiếng chất của con đẩy này đánh quá là hay rồi đúng không ạ? Rồi, 2.800.000 một chiếc đẩy BF H300, giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay. Và em xin phép chuyển sang chiếc đẩy bãi nội địa Trung Quốc, hàng chạy nguồn xuyến các bác nhá. Em sẽ khởi động con đẩy này đi đúng không ạ? Và em sẽ chuyển ra cho toàn thể nhé. Và hiện tại với các cái dòng đẩy này thì bên em toàn cắm trực tiếp thử đẩy, chứ bọn em cũng không coi là chạy qua bất kỳ một cái thiết bị vang gì cả. Đấy, cho nên là các bác đánh giá được cái độ trung thực cũng như là cái chất lượng của dòng sản phẩm để cho toàn thể anh em chơi và cũng như sử dụng các bác nhá. Đấy. Rất là êm ái và nhẹ nhàng. Đây là một trong những dòng đẩy mang tên thương hiệu là Lassen Q502. Các bác mua hàng của bên em thì các bác nhớ phải nhớ mã các bác nhá. Nhớ mã thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm đẩy để cho toàn thể các bác nắm bắt được cũng như là cái chất lượng của dòng đẩy đúng không ạ? Một lần nữa thì sang một cái chiếc đẩy mới thì rất mong các bác đi qua hoan hỉ ủng hộ cho cửa hàng em online. Và trong cái thời điểm này thì là cái thời điểm rất là hàng hóa, hàng về nó cực kỳ là hiếm các bác nhá. Thì các bác hãy nhanh tay và thật sự các bác là phải biết về cái đơn vị của bên em bán hàng như thế nào để tạo dựng niềm tin cho toàn thể các bác, được chưa? Để tạo dựng niềm tin cho toàn thể anh em.
Đấy, thì các bác hãy xem về bên trong phần nội thất của dòng đẩy này thì mặt thì các bác cũng đã biết rồi. Đấy, nguồn rất là to các bác nhá, nguồn đấy một găng tay luôn này. Đấy, con này nguồn 18, đấy, con này nguồn khoảng tầm 18 các bác nhá. Đấy, thì con đẩy này thì nó chạy là 16 sò, 16 sò đánh bù áp, chạy cũng là mạch class H các bác nhá, chạy mạch class H và có 4 tụ lọc, 4 tụ lọc đây. Mỗi một tụ lọc của nó là 120V. Đấy, các cái tụ nhỏ này thôi, các bác nhìn thế này thôi, nhưng mà mi của nó chạy rất là lớn, 120V. Đấy. Và dòng đẩy này thì nó có cái chất âm cực kỳ là hay. Và mỗi dòng đẩy thì bên cửa hàng bên em sẽ bao cho toàn thể các bác là bao về nguyên zin, đúng không ạ? Bao về nguyên zin. Và con đẩy này thì nguyên zin và chưa sửa chữa một chút gì luôn. Đấy, đẩy còn quá là đẹp. Đấy, với dòng đẩy này thì anh em sử dụng chơi một đôi loa bát 30 thoải mái các bác nhá. Công suất của con này thì nó cũng đạt tới 500W một cây. Công suất của này nó đạt 500W một cây các bác nhá. Thì bình thường các cái lôi loa thì các bác cũng chỉ khoảng tầm 400 đến 450 là cao, đúng không ạ? Thì vẫn dôi ra khoảng tầm 50W. Thì với một chiếc đẩy mà chạy 500W một cây thì là đối với cả gia đình thì nó cũng là rất là phù hợp với một đôi loa bát 30. Và dòng đẩy nguồn xuyến này thì với một con đẩy đẹp như thế này thì là bên cửa hàng bên em đang bán tri ân cho những khách hàng nào mà đang xem tại kênh với cái giá là chỉ có 3.200.000 thôi nhá. Đừng so sánh các đơn vị khác bán hàng với cả đơn vị của hàng bên em, bởi vì là tất cả các dòng đẩy mà bên em bán cho toàn thể anh em thì đều được bao cho anh em là nguyên zin và được bao đẹp cho toàn thể các bác nhá các bác nhá. Chứ bọn em đối với kênh của bên em thì bên em không bán đẩy ối rồi ôi và các cái đẩy nó xấu. Cho nên là các bác đi và mua hàng của bên em thì các bác hãy nhìn kỹ dòng sản phẩm và cũng như là cái chi tiết của sản phẩm thì bên em bán như thế nào, bên em nói như thế. Và đặc biệt của con quạt này, con đẩy này thì hai quạt nó chạy rất là êm các bác nhá. Hai quạt gió là mát cho hai phía công suất thì nó rất là êm. Đấy. Thì với một chiếc đẩy đẹp như với một chiếc đẩy nó đẹp như thế này thì anh em hoàn toàn yên tâm. Quá là phê luôn và cái tiếng của nó thật sự các bác là nó ra rất là trong sáng và ok. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể anh em đã chú ý theo dõi kênh của bên em nhé.